Hello, xin chào tất cả các chị em. Chào mừng các chị em đã quay trở lại với mỹ phẩm Kazako Nhật Bản chính hãng. Hôm nay sắp quay cần clip để giới thiệu với các chị em về bộ Kazako 6 trắng đây. Ngay ở trước mặt các chị em đây là bộ Kazako 6 trắng nhé. Bộ này là em đã bóc rồi. Em sẽ cho các chị xem cái bộ chưa bóc. Bộ chưa bóc khi nào cũng có cái màng kít bao bọc bên ngoài rất là kín. Niêm phong toàn bộ sản phẩm. Phía sau là cái tem chống hàng giả này. Đó, các chị thấy chưa? Bộ này khá là nặng, chắc khoảng hơn 1 kg. Em cầm một tay không nổi, rất là mỏi tay. Cái bọc bên ngoài em bóc vẫn còn đây này, cái tem chống hàng giả này. Còn đây là cái thông tin về sản phẩm bằng tiếng Việt để cho các chị em Việt Nam dễ sử dụng này. Một bộ sản phẩm sẽ đi kèm với một cái túi. Cái túi bên ngoài cũng có hình bông hoa in chìm này các chị. Cái túi rất là sang, rất là đẹp. Bên trong có tờ hướng dẫn sử dụng đấy nhé. Hướng dẫn sử dụng một tờ bằng tiếng Việt và một tờ bằng tiếng Nhật. Bộ sản phẩm này các chị em có thể dùng để tặng quà cho người thân, bạn bè, cho người yêu, cho thầy cô giáo gì đó. Rất là sang chảnh nha. Bộ 6 trắng này sẽ có tác dụng trị nám tàn nhang, dưỡng trắng da, khôi phục lại những tổn thương cho da mặt khi mà các chị em đi spa trị liệu hay là các chị em lột tẩy để lại vết thâm mụn. Và đặc biệt là đối với những chị em mà vừa bị nám tàn nhang, vừa bị thâm mụn mà vừa lại bị nhăn nheo chảy xệ thì các chị sẽ dùng bộ 6 trắng này cho em. Bộ 6 trắng này chuyên dành cho những làn da bị nhăn nheo chảy xệ này. Những làn da thường, làn da hỗn hợp thì các chị sẽ xài bộ 6 trắng này nhé. Bởi vì bộ 6 trắng sẽ có thêm cái sản phẩm là gel chống nhăn. Sẽ có thêm cái sản phẩm là gel chống nhăn đây. Đây các chị em thấy đây. Nên các chị sẽ xài bộ 6 trắng này là thích hợp nhất. Khác với cái bộ 5 xanh và cái bộ 5 blue kia là nó không có cái gel chống nhăn này. Nên các chị em là muốn nâng cơ mặt, muốn chống nhăn da, chống chảy xệ, các chị sẽ dùng bộ 6 trắng này nhé. Bây giờ em sẽ cho các chị xem bên ngoài sản phẩm đã. Đây. Bên ngoài sản phẩm sẽ có hình cô gái như thế này. Chữ Kazako đây. Đặc biệt là bên góc đây có cái tem. Tem này là tem tem 3D, còn gọi là tem 7 màu đấy. Tem chuẩn của hàng chuẩn mới như thế này. Các chị nghiêng qua nghiêng lại sẽ thấy hình cô gái ẩn hiện lấp lánh 7 màu chưa? Sẽ có hình cô gái Nhật Bản ẩn hiện nhé. Có chữ Kazako đây. Đó, đó là phía trước mặt. Ngoài ra còn có cái hình bông hoa hồng đây này. Đó, các chị thấy chưa? Cũng ẩn hiện này. Phía sau sản phẩm đây, Make in Japan rất rõ ràng. Cái mã vạch này thì các anh chị có thể test để kiểm tra toàn bộ về thông tin sản phẩm như là tên công ty, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Tất tần tật về sản phẩm các anh chị có thể check được nhé. Bây giờ em sẽ mở bộ sản phẩm lên ra cho các anh chị thấy. Bộ Kazako 6 trắng này thì sẽ gồm 6 sản phẩm như thế này. Sữa rửa mặt, serum, kem chống nhăn, kem ngày, kem đêm và kem chống nắng. Nó khác với cái bộ 5 xanh và bộ 5 blue ở cái kem dưỡng ẩm này, cái kem dưỡng ẩm chống nhăn này của cái bộ 6 này. Bởi vậy nên em mới nói là những chị em nào mà có làn da bị nhăn nheo hay là làn da hỗn hợp, các chị sẽ xài bộ 6 trắng này nhé. Trước hết em sẽ giới thiệu từng cái sản phẩm về cho các anh chị thấy. Sữa rửa mặt đây này. Trước hết em sẽ mở hộp sữa rửa mặt ra. Sữa rửa mặt thì có tác dụng làm sạch sâu bên trong da, giúp mềm mịn da, lấy đi hết những cái bụi bẩn bã nhờn cho cái làn da của các anh chị nhé. Sản phẩm này dùng được cả cho cả nam và nữ chứ không phải chỉ một mình nữ dùng đâu các anh chị ạ. Các chị có thể cạy cái nút này ra để xịt cho nhanh hoặc là các chị để nguyên như vậy cũng được. Đây. Cái chất sữa rửa mặt đây. Sữa rửa mặt của hàng chuẩn khi nào cũng có cái màu trắng sữa, ánh ánh bạc. Chứ không phải là màu trắng, trắng tinh, trắng đục đâu nhé. Trắng sữa ánh ánh bạc nhé. Đấy, em lấy nhiều hơn xíu này. Khi mà các chị bỏ một ít vào lòng bàn tay, các chị thoa thoa nước nước vào nó sẽ ra một ít bọt. Không có nhiều bọt lắm đâu, vừa phải thôi. Không phải thoa vào tay là nó ra nổi đầy bọt như bong bóng xà phòng đâu. Đó là hàng không chuẩn thì mới có nhiều bọt như vậy. Hàng không chuẩn thì một là sẽ rất nhiều bọt, hai là sẽ không ra bọt. Nên các anh chị chú ý nhé. Một là rất nhiều bọt, hai là sẽ không ra bọt. Và nó sẽ không có mùi thơm dễ chịu như thế này.
không có mùi thơm dễ chịu, và khi các chị rửa xong các chị cảm thấy da mặt sẽ khô. Còn cái sản phẩm chính hãng, các chị rửa xong sẽ thấy da của mình sạch sẽ, mềm mịn, không có bị khô da và thơm rất là nhẹ nhàng. Đây này, ngay cả cái từ hạn sử dụng đây cũng in rất là sắc nét nhá. Hình 3D cô gái đây. Cái tem 3D cô gái đây, mỗi một lọ là đều có một cái tem. Đó là sữa rửa mặt. Đây là chai serum. Chai serum này khá là nặng, cầm khá là nặng tay. Khi các chị sử dụng chú ý cái chai serum này, rất là nhiều chị xài serum mà để bị bể cái lọ serum thì rất là tiếc. Đây cũng có cái tem cô gái in in chìm đây này, tem 3D đấy, hạn sử dụng, ngày sản xuất ghi rất là rõ ràng, sắc nét không bị nhòe mực nhá, các chị chú ý nhá. Cái màu sắc của cái hàng thật khi nào nó cũng đậm sậm màu chứ nó không có nhạt màu đâu. Chai serum này sẽ có tác dụng là se khít lỗ chân lông, làm đều màu da cho các chị, giảm thâm nám, giảm mụn hiệu quả, giúp cho da mềm mại này. Em sẽ test một ít serum cho các chị thấy này. Các chị có thể cạy cái nắp này ra để lấy cho nhanh, hoặc là các chị có thể tùy đây này, các chị có thể cạy cái nắp này ra này. Đây là tinh chất nước hoa hồng cô đặc. Khi các chị thoa lên mặt, nó sẽ thẩm thấu vào da mặt nhanh và sẽ làm mát, làm mịn da mặt của các chị. Cái serum của cái bộ 6 này thì nó không đặc như cái bộ 7 và như cái bộ 5. Nó loãng hơn một xíu nha. Đấy, các chị có thể xài buổi sáng, buổi tối, ngày 2 lần hoặc ngày 1 lần, tùy các chị. Serum của bộ Plus và bộ 5 cái thì nó đặc hơn một xíu, còn serum của bộ 6 là loãng hơn một xíu. Mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng, mùi hương hoa hồng rất là dễ chịu các chị nhé. Đó là cái chai serum. Bây giờ đến sẽ đến cái chai kem chống nhăn. Cái kem chống nhăn bên ngoài là sẽ có cái bọc đây này. Đấy, cái nắp đây này. Các chị xịt ra. Đối với những chị em mà có làn da không có khô lắm, không có khô lắm nhé, thì các chị xài một lần. Các chị chỉ xài một lần vào buổi tối thôi. Và đối với chị em mà có làn da không khô thì các chị chỉ xài cái kem này quanh vùng mắt thôi. Các chị chấm quanh vùng mắt và các chị massage từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để cho cái cơ xung quanh mắt của các chị nó sẽ không bị nhăn nheo chảy xệ nữa, nâng cơ da mặt lên. Được chưa nào? Đặc biệt cái bộ 6 là cái bộ 6 Plus này. Em xin lỗi. Cái bộ 6 sản phẩm này là nó có cái thêm cái kem chống nhăn đây. Đây là kem ngày. Kem ngày khi nào cũng có chữ đây cream này, có hình ông mặt trời này. Các chị phải phân biệt kem ngày với kem chống nắng nhé. Nhiều chị mua kem chống nắng thì cứ bảo bán cho chị kem ngày, bởi vì kem chống nắng và kem ngày đều sử dụng vào ban ngày mà. Đấy, các chị cứ nói như thế là em sẽ gửi, là không đúng mục đích của các chị. Chất kem ngày đây. Chất kem ngày trắng này, mềm, mịn, nhìn rất là mịn. Trắng sữa như sữa chua đấy, như sữa chua không đường ấy. Thơm mịn và các chị thoa đến đâu sẽ thẩm thấu đến đấy, thẩm thấu vào da mặt. Chất kem chuẩn là đây. Còn những cái chất kem mà các chị mua phải hàng không chính hãng thì nó sẽ không trắng như thế này, mà nó trắng mà nó hơi xỉn xỉn sang cái màu đen của chì ấy, và mùi hắc như thuốc tẩy. Các chị em chú ý nhé. Khi mua hàng thì các chị nên mua ở những cái shop uy tín, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì sẽ rất là đáng tiếc ạ. Đây là hộp kem chống nắng. Em sẽ mở hộp kem chống nắng cho các chị thấy này. Hộp kem chống nắng đây. Khá là đầy. Mềm mịn, cái chất kem mịn chưa? Kem phấn ấy rất là mịn. Kem này sẽ có tác dụng là chống nắng, chống lại các tia tử ngoại UVA, UVB cho các chị. Tránh cho da mặt của các chị bị tia nắng mặt trời nó xâm nhập vào, nó sẽ làm nhăn nheo chảy xệ, làm khô, làm nổi mụn nha. Kem chống nắng này để bảo vệ da mặt cho các chị đấy. Màu vàng da mịn mịn, rất là mịn màng, thơm. Được chưa nào?
Và đặc biệt là ở cái hộp kem đêm, bất kỳ cái sản phẩm nào cũng vậy, hàng nhái họ không bao giờ nhái được cái chất kem đêm. Họ chỉ nhái được cái hình thức mẫu mã bên ngoài thôi, chứ chất kem đêm họ nhái được cái vỏ. Nếu ai tinh mắt thì vẫn phát hiện được, nhưng ai không tinh mắt thì không phát hiện được. Nhưng mà riêng cái chất kem bên trong họ sẽ không bao giờ nhái được, bởi vì cái công thức độc quyền của cái mỗi mỗi một sản phẩm, mỗi một công ty là họ sẽ làm độc quyền của họ. Họ sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật ra đâu nhé. Nên là những cái hàng nhái họ chỉ nhái được bên ngoài thôi, còn chất kem không nhái được. Hộp kem đêm sẽ có chữ Night Cream này, có hình ông mặt trăng ở đây nhé. Chất kem đêm chuẩn là màu vàng nhẹ. Vàng nhẹ, vàng mơ thôi các chị nhé. Sền sệt, chất kem sền sệt, sánh mịn. Các chị thoa đến đâu nó sẽ thẩm thấu vào da mặt đến đấy. Còn chất kem đêm của hàng nhái sẽ không bao giờ có màu như thế này. Một là nó sẽ trắng tinh. Một là sẽ màu trắng tinh, xỉn xỉn. Hai là sẽ là màu vàng sậm. Màu vàng sậm như như cái củ nghệ vàng ấy, mà nó bị để mốc mốc héo héo đấy. Có nghĩa là nó không có cái màu vàng nhẹ như thế này đâu, mà một là màu vàng sậm, hai sẽ là màu trắng tinh và không có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu như thế này, mà nó sẽ có cái mùi mùi hắc của thuốc tẩy. Hai là nó sẽ không có mùi vị gì hết. Đấy các chị chú ý, cái kem đêm này khi mà thoa vào da mặt của chúng ta này, nó sẽ thẩm thấu ngay lập tức. Các chị em thoa không cần phải thoa nhiều đâu. Kem ngày kem đêm các chị chỉ thoa ít thôi, bởi vì kem ngày kem đêm là hai cái hộp kem có tác dụng trị nám cốt yếu cho các chị đấy. Các chị chỉ cần chấm nhẹ nhàng, thoa đến đâu sẽ thẩm thấu đến đấy. Còn nếu mà các chị mà thoa thoa cái kem đêm lên lên mặt mà các chị nó không thấy thấm đến đâu, mà thoa đến đâu là thấy nó lộ cái vân kem giống như các chị trang điểm đấy, thì đó không phải là hàng thật đâu nhé. Đó là hàng nhái. Đó là hàng nhái, hàng người ta làm nhái. Còn hàng thật, hàng thật mà hộp kem ngày kem đêm nó thuộc hạng kem dưỡng thì không bao giờ sẽ có để lộ vân kem, mà nó phải thấm vào trong da, thấm vào trong lớp biểu bì da của các chị để nó có tác dụng trị nám trừ nám cho các chị nhé. Shop em cam kết hàng chính hãng 100% cho các anh chị em khi đặt hàng. Khi đặt hàng các anh chị em sẽ được ship hàng về tận nhà, được kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Em cam kết hàng chính hãng 100%, nếu phát hiện hàng giả hàng nhái, shop đền các anh chị gấp 10 lần luôn nhé. Shop em chuyên cung cấp sỉ và lẻ các dòng mỹ phẩm tàn nhang, chị tàn nhang dưỡng trắng da và rất nhiều các sản phẩm làm đẹp khác, chuyên làm đẹp để cho các chị dành cho các chị em phụ nữ. Cung cấp cái số lượng sỉ cho các spa trên toàn quốc. Các chị em có nhu cầu mua hàng thì xin vui lòng liên hệ đến số hotline của bên em 0359 447 339. Nhân viên bên em sẽ check inbox cho các chị. Các chị mua hàng thì chú ý tìm được cái shop uy tín để mua, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì tiền mất tật mang sẽ rất là tốn kém và rất là đáng tiếc đấy ạ. Chào tạm biệt tất cả các chị em nhé.